Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của Báo Điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc đột kích lớn vào vùng Kursk của Nga, vượt qua biên giới ở nhiều địa điểm. Theo Force, lực lượng vũ trang Ukraine đang tung lực lượng dự bị cuối cùng vào cuộc tấn công camgo ở khu vực Kursk. Thông tin của David Ace cho biết, các đơn vị từ ít nhất hai lữ đoàn quân đội Ukraine đã tận dụng một khoảng trống trong phòng thủ quanh làng Sút thuộc tỉnh Kursk bên phía Nga của biên giới phía Bắc Ukraine. Tiếp đó, lực lượng lớn các binh sĩ Ukraine từ lữ đoàn cơ giới 22 và 88 được hỗ trợ bởi pháo binh, máy bay không người lái và phòng không đã tiến vào sâu khoảng 10 dặm vào miền Nam Nga, đánh bại các lực lượng Nga địa phương và kiểm soát được Sút cùng với một số làng khác. Theo ước tính của quân đội Nga, có tới 1.000 binh sĩ Ukraine tham gia vào vụ tấn công. Lực lượng này đã đột phá qua biên giới bằng cách sử dụng hàng chục phần cứng hạng nặng, bao gồm xe tăng các loại, xe bọc thép chủ quân Stryker do Mỹ sản xuất, cũng như các xe và thiết bị bọc thép khác. Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả bằng pháo binh, tên lửa đạn đạo và lực lượng Ukraine đang tìm cách tiến lên. Mới đây, phóng viên quân sự Nga Alexander sladkov xác nhận, bất chấp nhiều thông tin tuyên truyền từ các nhà tâm lý Kiev, lực lượng tấn công của Ukraine vẫn không thể kiểm soát được trung tâm khu vực xuất ra. Hiện cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào hậu phương của Nga vẫn đang tiếp tục. Quân đội Nga đang nỗ lực loại bỏ các đơn vị đã tiến vào khu vực Kursk. Theo đài RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video mới ghi lại cảnh các lực lượng Nga tấn công bằng đạn chùm vào đoàn xe thiết giáp được cho là của Ukraine giữa lúc lực lượng Kiev đang tiến vào tỉnh Kursk của Nga. Đoạn video do máy bay không người lái trinh sát quay cho thấy nhiều xe bọc thép được cho là của Ukraine đậu bên một con đường rộng cây cối. Hai bên đường đều là cánh đồng, khu vực mà phía Moscow nói là giáp tỉnh Kursk. Hiện nay, máy bay chiến đấu của Nga, chủ yếu là Su-25, đang tích cực hoạt động phía sau phòng tuyến của Ukraine và cắt đứt các tuyến tiếp tế cho lực lượng đột kích trong lãnh thổ Nga, đồng thời giáng những đòn mạnh vào điểm tập kết lực lượng dự bị ở Sumy, không để lực lượng này di chuyển đến hỗ trợ nhóm quân ở vùng Kursk. Những cuộc tấn công như vậy vào phía sau sẽ làm phức tạp thêm việc tiếp tế cho các đơn vị Ukraine đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga từ 10 đến 15 km. Trong khi đó, lực lượng dự bị của quân đội Nga, đặc biệt là lực lượng dù đã được điều đến Kursk, di chuyển đến khu vực bị đột phá, tiến hành bao vây, chia cắt lực lượng đối phương. Cuối cùng, nhóm quân đội Ukraine sẽ bị cắt nguồn cung cấp và bị bao vây, không thể trụ lại được trong lãnh thổ Nga mà cũng không còn đường trở về lãnh thổ. Trước mắt nhóm binh sĩ Ukraine đang hiện diện trong vùng Kursk của Nga sẽ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã bất ngờ tràn qua biên giới tấn công tỉnh Kursk của Nga nếu được xác nhận thì đây sẽ là một trong những cuộc xâm nhập biên giới lớn nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga trong hơn 2 năm xung đột. Lực lượng Nga đã đáp trả dữ dội. Cuộc giao tranh xảy ra suốt đêm và kéo dài sang ngày hôm sau. Tổng thống Putin đã gọi đây là hành động khiêu khích trên quy mô lớn và lực lượng Ukraine đã tấn công bừa bãi vào dân thường, các tòa nhà dân sự và xe cứu thương. Theo giới quan sát quân sự, Ukraine chưa xác nhận chuyện đưa lực lượng tấn công tỉnh Kursk, nhưng nếu thực sự Ukraine thực hiện thì chiến dịch này dường như đã phản tác dụng. Thông tin Ukraine tấn công vào tỉnh Kursk diễn ra trong bối cảnh lực lượng này đang phải căng mình phòng thủ trên tiền tuyến dài khoảng 1.000 km chống lại một đội quân đông đảo hơn và được trang bị vũ khí tốt hơn. Dù Ukraine không công khai mục tiêu chiến dịch, nhưng các nhà phân tích quân sự cho rằng cuộc tấn công này có thể là một nỗ lực của Ukraine nhằm chuyển hướng các đơn vị Nga khỏi tiền tuyến buộc Nga phải điều quân từ các điểm nóng về trấn giữ khu vực này để giảm áp lực cho lực lượng Ukraine đang phải vật lộn để ngăn chặn đà tiến công của Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia này cũng cho rằng quân đội Nga có đủ lực lượng dự bị để tham gia chiến đấu và cuộc tấn công của Ukraine có nguy cơ phản tác dụng khi phải dàn mỏng thêm lực lượng vốn đã ít ỏi của mình. Nhà quan sát quân sự Parunen nhận định cuộc tấn công này hoàn toàn vô nghĩa, có vẻ như đây là sự lãng phí lớn về nhân lực và tài nguyên của Ukraine vốn rất cần thiết ở những mặt trận khác. Ông robly thành viên cấp cao tại Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại có trụ sở tại Mỹ cũng cho rằng cuộc tấn công của Ukraine có khả năng thành công rất thấp. Chính quyền Washington nói rằng phía Mỹ không biết tại sao Ukraine lại mở chiến dịch này. Chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ liên lạc với quân đội Ukraine để tìm hiểu về mục tiêu của cuộc tấn công trên. Theo thư ký báo chí Nhà trắng Karin Jean Pierre, chính quyền Mỹ không biết về kế hoạch tấn công nga của Ukraine và từ chối đi sâu vào các giả thuyết khi được hỏi liệu việc sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất nhắm vào vùng Kursk có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng hơn nữa hay không. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cũng nói rằng Washington đang liên lạc với Kiev. Ông Miller nhấn mạnh chỉ có Ukraine đưa ra quyết định trong hoạt động này, đồng thời khẳng định chính sách của Mỹ về hạn chế vũ khí vẫn không thay đổi. Ukraine không được phép dùng vũ khí Mỹ cung cấp tấn công sâu vào lãnh thổ Nga Tờ The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết đánh giá sơ bộ của Mỹ cho rằng việc Ukraine tấn công tỉnh Kursk là phản ứng trước các cuộc tấn công xuyên biên giới mà Nga tiến hành và được hỗ trợ từ tỉnh Kursk. Trong một cuộc họp khẩn cấp, tổng tham mưu trưởng quân đội Nga ông Valery Gerasimov cũng cam kết với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng chiến dịch ở vùng Kursk sẽ được hoàn thành bằng việc đánh bại quân đội Ukraine và giữ vững quyền kiểm soát biên giới của Nga. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Valery Gerasimov, đã cam kết với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng quân đội Nga sẽ tái lập quyền kiểm soát biên giới quốc gia sau các vụ việc gần đây ở tỉnh Kursk. Theo truyền thông Nga, trong một cuộc họp khẩn cấp, ông Gerasimov đã đảm bảo với Tổng thống Putin rằng quân đội Nga được cho là đã ngăn chặn cuộc tiến công của lực lượng Ukraine vào lãnh thổ Nga. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cũng cam kết với Tổng thống Putin rằng hoạt động quân sự sẽ kết thúc bằng cách tiến đến biên giới nhà nước Nga. Theo ông Gerasimov, nhóm quân của lực lượng Ukraine được cho là đã tấn công người Nga ở tỉnh Kursk có khoảng 1.000 quân. Tổng thống Putin cho biết, ông được Bộ Quốc phòng và các cơ quan chính phủ liên quan khác thường xuyên báo cáo về tình hình. Ông cũng liên lạc với quyền thống đốc vùng Kursk, Alexei Smirnov, và đã cam kết hỗ trợ thêm cho chính quyền khu vực này để giúp họ giải quyết tình trạng khẩn cấp. Báo cáo với Tổng thống Putin, Tổng tham Mưu trưởng Gerasimov tuyên bố các cơ quan an ninh biên giới đã ngăn chặn được bước tiến của Ukraine với sự hỗ trợ của các đơn vị tăng viện không kích, lực lượng tên lửa và hỏa lực pháo binh. Phía Ukraine chưa chính thức bình luận về cuộc tấn công này. Một nguồn tin tình báo quân sự cho biết rằng những người lính của quân đoàn tình nguyện Nga ủng hộ Ukraine không tham gia cuộc tấn công. Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk ở miền trung nước Nga là hành động khủng bố nhắm vào dân thường. Phát biểu trên đài phát thanh Sputnik của Nga, bà Zakharova chỉ trích đây tiếp tục là một hành động khủng bố khác của Ukraine. Rõ ràng, nó nhắm vào dân thường cũng như các khu vực dân cư đang sinh sống yên bình. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov chỉ trích nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm thực hiện hành động khiêu khích tại khu vực biên giới Kursk của Nga là hành động khủng bố. Theo nhà ngoại giao Nga, các hành động khiêu khích ở Kursk xuất phát từ những khó khăn của Kiev ở tiền tuyến. Rõ ràng là các hành động khiêu khích ở vùng Kursk có liên quan trực tiếp đến tình hình đáng lo ngại của lực lượng vũ trang Ukraine ở tiền tuyến bất kể Kiev cố gắng ngăn chặn quân đội của chúng tôi như thế nào, họ sẽ tiến về phía trước một cách có hệ thống và dần dần, ông Antonov tuyên bố. Trước đó, quyền thống đốc tỉnh Kursk, Alexei Smirnov, tuyên bố tình hình ở biên giới với Ukraine hiện nằm trong tầm kiểm soát, song vẫn ở trạng thái căng thẳng với một số cuộc giao tranh diễn ra tại các quận Suzansky và Korenevsky. Toàn tỉnh Kursk đã nhiều lần báo động phòng không. Bộ Quốc phòng và lực lượng biên phòng Nga đang thực hiện nhiệm vụ.